Cho nên Bồ Tát Mã Minh dạy chúng ta học Phật Xem kinh, nghe giảng Xem kinh là văn tự Nghe giảng là nghe ngôn thuyết Phải nhớ không chấp trước tướng ngôn thuyết Nghe giảng dạy đừng chấp trước vào lời nói Lời nói không phải thật Nghe giảng dạy đừng chấp trước vào danh tự Quý vị xem như vừa mới nói Vô dư Niết Bàn là danh từ Không được chấp trước Phật là danh tự Cũng không được chấp trước Bồ Tát là danh tự Vẫn không được chấp trước Nhất thi pháp không Bất khả đắc không Vẫn là danh tự Lìa tướng danh tự Hiểu ý nghĩa là được Không chấp trước danh tự Thứ ba Không chấp trước tướng tâm duyên Chúng ta xem kinh văn Nghe giảng giảng Đừng suy nghĩ đến ý nghĩa của nó Nếu suy nghĩ câu này là ý nghĩa gì Đoạn kinh văn này nghĩa ra sao Vậy là trước tướng đây gọi là chấp trước tướng tâm duyên à, cái Ý đó là ý của riêng mình Không phải ý của Phật Chúng ta đọc trong bài kệ Khai Kinh Nguyện hiểu nghĩa chân thật của Như Lai Nghĩa chân thật của Như Lai là trực giác Vừa nghe là hiểu đó chính là nghĩa của Như Lai Thông qua tư duy Nghiên cứu tưởng tượng Đó không phải là chân thật nghĩa của Như Lai Là ý của riêng mình Đây là chỗ khó của Phật Pháp Chiêu vị tổ sư thường khảo nghiệm học trò anh biết chăng Ý của cái biết này rất thâm sâu Khi nào ta biết à, Nếu biết ngày, Vừa nghe Lập tức khai ngộ à, kê à, Mở kênh ra vừa xem cũng khai ngộ đó là người biết <laughs> Người không biết Mê vào trong ngôn ngữ Mê vào trong danh tưởng Mê vào trong vọng tưởng của chính mình Điều này rất khó trong kinh đại bác nhã nói tất cả pháp vô sở hữu tất cánh không bất khả đắc bồ tát ứng hóa tại thế gian Dùng trí tuệ chân thật Trí tuệ chân thật đó Biểu hiện trong cuộc sống hàng ngày Đây gọi là phương tiện thiện xảo Thiện là tuyệt diệu xảo là cực kỳ tuyệt diệu vì sao vậy vì họ có thể khởi phát khiến chúng sanh khai ngộ soi sáng cho chúng sanh giúp chúng sanh giác ngộ làm gương cho chúng sanh làm mô phạm cho chúng sanh khiến chúng sanh nghe thấy nhìn thấy tiếp xúc đến Ủ, ngộ nhập, không đế. không. Tông Thiên Thai nói tam đế là không giả trung.